là tôi là thể hiện chính rồi. Trong họ hỗn loạn lắm, chẳng ai biết làm gì, gọi cứu đưa với ai ấy, mình chẳng thấy gì. Đúng rồi, sáng này tôi vừa đưa con tới đây nè, là nghe ở đây rớt một cái đùng cái nghe lớn á, tôi tưởng đâu là hàng hóa người ta ở đây bị đổ. Thì các em cũng tiến hành bình thường như mọi ngày, tâm lý thì những ngày